theo tiêu chuẩn này là thôi rồi luôn, là kỹ nhất luôn rồi đó. Chà mấy cái máy này nãy giờ chà 4 tiếng đồng hồ chưa xong. Có cái này nè, phải rửa sạch ngâm muối mọi thứ rồi để chèn vô trong ngay chỗ cái lù nha anh chị em. Phải làm theo tiêu chuẩn là mình ăn mà. Bởi vì hôm nay chỉ mua được có mấy tấn cá thôi. Cá rất là hot, lên là hết. Đã vậy mình phải lựa cá loại 1, cho nên là được mấy tấn thôi. Làm từ sáng giờ, giờ này là quá trưa rồi, đứng bóng rồi. Là anh em vẫn phải tranh thủ làm ngay, muối ngay để cá nó tươi và nó ngon nhất. Đó là mọi người đang hối hả làm ở phía sau. Và để làm được một cái mẻ như thế này thì phải, đối với nhà Hiệp thì sau quá 9 tháng thì mới bắt đầu có thể khai thác được nước mắm. Bởi vì nó phải chín hẳn thì nó mới ngon được cái nước mắm. Còn nếu nó chưa chín hẳn thì nó chưa thực sự là ngon. Thì sẽ chia sẻ tiếp tục cái quá trình làm mắm cho mọi người. Anh em bà con mà quan tâm đến cái phần làm mắm mà mình coi cái trải nghiệm quá trình làm mắm như thế nào, hãy tiếp tục theo dõi kênh để Hiệp lâu lâu sẽ cập nhật cái chuyện này cho mọi người biết. Đó, sẽ làm muối như thế. Nhưng mà có kỹ thuật muối là mình nhìn ở trên mạng vậy thôi, chứ còn thực ra là bản thân Hiệp mà có biết làm thì cũng vẫn phải thuê những người chuyên nghiệp để họ làm để cho tốt nhất. Phải thuê những người họ làm, những người này là hàng họ làm hàng chục năm rồi, là họ sẽ muối cho mình nó nhanh, nó gọn và nó tốt. Thứ nhất là mình làm sẽ không thể nào nhanh gọn bằng người ta được. Thứ hai là cái chất lượng và mọi thứ là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Chà rất là kỹ, xong sau đó phải vét hết nước cho thật là sạch luôn. Theo tiêu chuẩn này là thôi rồi luôn, là kỹ nhất luôn rồi đó. Chà mấy cái máy này nãy giờ chà 4 tiếng đồng hồ chưa xong mọi người à. Cho nên là làm kỹ quá hả? Kỹ quá mòn máy ha anh. Thì thôi mòn máy để dễ thay máy mới, người ta làm máy nó còn có năng suất chứ anh. Mấy anh không làm mắm, ông kêu làm kỹ quá. Làm kỹ rồi nó mòn máy đó, phải vét từng chút nước nè để sạch nhất có thể. Rồi con kiếm cái khăn sạch, bỏ ra đây cho chú lau cái đáy thêm lần nữa nha. Rồi ok, lấy cái khăn này cho chú. Đến tận cùng luôn là sạch từng chút. Rồi xong mà mình sẽ có cái này nè, phải rửa sạch ngâm muối mọi thứ rồi để chèn vô trong ngay chỗ cái lù nha anh chị em, để cho đến hồi mà cá nó sẽ không có bị bít. Cho nên nhiều người mà không biết làm, là những người biết làm thì cái này là nó bình thường lắm, còn cái này là mọi người sẽ không biết là có cái sỏi ở trong này đúng không. Cho nên là khi muối những cái này là phải có sỏi để cho mà nó sẽ qua một cái lớp lọc và nước mắm nó mới chảy ra. Đây phải vét rất là kỹ, sạch kỹ rồi mới phải làm theo tiêu chuẩn là mình ăn mà. Còn một máy cuối cùng này nữa rồi vét cho nó xong. Đây nè, nước nó trong như nước suối luôn nè, mà vẫn phải anh muối bên kia trước đây nha. Tức là cúi lên cúi xuống nó rất là mệt. Đầu tiên là sẽ lót muối xuống ở dưới nè. Đó, quay lại cái quy trình cho mọi người thấy luôn. Lót muối xuống ở dưới. Đây, muối trắng tinh. Đây là cái con cá mà nó tươi trong luôn nè, mới ở cảng về là lên luôn. Con cá này là theo tiêu chuẩn là dùng để hấp ăn, chứ không phải là chỉ để muối. Mà mình lấy con cá để hấp á, mình đem đi muối luôn. Nó rất là tươi. Rồi con cá này nó sẽ ngon, nó nhiều nước mà nó béo nữa nè.
Cá này là cá để hấp ăn nha anh em. Còn cái cá mà để muối thì thường người ta sẽ muối cái loại nó không bằng loại này. Loại này chi phí nó sẽ cao nhưng mà nó sẽ ngon hơn. Mà nó tươi nè, nè nó tươi mới ở trên cảng vào là chạy thẳng đến nhà luôn. Thì đó là cái quá trình. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem cái video của Hiệp. Và nếu lần đầu tiên mọi người xem kênh của Hiệp thì nhớ bấm vào nút đăng ký và bấm luôn nút chuông bên cạnh để nhận được rất là nhiều cái video. Thì đợt tới này Hiệp sẽ làm thêm, sẽ chia sẻ thêm. Trước đây là mình không có chia sẻ cái phần là hải sản, rồi đặc sản, rồi nước mắm vân vân. Thì bây giờ sắp tới Hiệp cũng sẽ chia sẻ cái này thêm để cho cô chú anh chị em mình có thể là coi một cái video để giải trí, để vui, để trải nghiệm, để biết là ở Phan Thiết có những cái đặc sản như thế nào và để chế biến nó theo tiêu chuẩn tốt nhất, cao nhất, sạch nhất thì mình sẽ chế biến như thế nào. Thì Hiệp sẽ chia sẻ cái suốt cái quá trình đó cho cô chú anh chị em, bà con mình có thể xem được cái quá trình Hiệp làm ra sao nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chào, tạm biệt.